Bạn xuất đây bông bông ngọc nè. Đi chơi video chạy đồng lệnh mùi tiết đã nhóm nâng mở hàn bông bông ông tìm ra chú chú xin đi đi đã nhận bánh hà chanh rong xin lạc tạp. Đi, bịa bia chanh thả rong smart card. Về lý dương thôi ca bắt đầu phong tới vì chanh rong smart card. Đại biệt là rong smart card mà này là smart card khẩu chẳng được bây là khẩu smart card dương ở bên bọc tổ sản thế ở chẳng này cũng được hiệp rồi lâu sản nhà với cứ miền thuộc đà thế chẳng nhầm thua ca đọc ở bọc này là mấy thua ca chú chú hai bộ phần thà smart card ở bên này chồng lại nha hai ca chú chú là dương trời dục IC smart card bộ phần ná mọt đã vinh đồng bây giờ về thường là cả chẳng xông tam đàn video cho mỗi chân tôi học nghe đôi to tư mà. Bà đã lấy một thuở ca chú chú nhóm nâng thuở ca vọt lường nơi tròn chấm nói tí tăng IC smart card đã bị mình bánh hà chân rong smart card nâng ta bị mình phương châu lên này xin xử lý đi vì mình IC chương bùng bay chung luôn buồn cửa bản này kia IC 6 hôm nay anh ấy IC memory dân hai tha bia chip này program hay à cái đào cái này cứ IC smart card, ai chấm này anh ấy cứ IC boost up, remove step up, xem ra phần lượng vol. Chẳng chụp bộ IC smart card này việt rời ca phường supply, vía chấm nút phường bay vol bay đôi IC memory đấy. Chẳng phường bay vol bay về chỗ nơi trường thì bấm bay bỏ IC smart card, hay đang phường bay vol bay chấm lõng đôi restong bay crop tiết chỗ trường thì bấm pal trường thì pram mà trường thì bay bảo vệ chẳng là đồng bộ phát điện từ ca bộ phận để ra chỗ nơi trường thì bấm bay với cứ phận bay vào bay với bà chẳng hình hạp lưng bay vào bay với miền mà chẳng phơi vì mình chỗ lấy hay chấm này cho lên châu trường thì bấm bao bảo vía có miền bay vol bay đấy anh em trong cả này đã biết tầm nào cả thua mà đá hay bay vol bay châu trường thì bấm bao đứng vía đang ở chấm lòng châu mà CPU nó hàng chợ hàng đấy và trường thì bấm bao trường thì pram anh em trường thì bay bảo vía cứ miền tầm nào tầm lòng châu mà CPU mà chẳng được nông cả này đại vực khâu nâng trường thì bấm pal bảo vệ cứ dừng khởi thay vì admin pleasure chân thế mà trường thì bấm pal trường thì pram có ọt đấy trường thì bấy gọn admin pleasure này chẳng mình đi tha vì miền bành hà khâu chẳng vì admin chân từ căn cpu thế hay chụp ic smart card đấy cứ dừng trời rồi ic smart card nơi DTV xử lý ná của dân ai dùng đã bán đấy mình thả bộ phết công tạ chạy bình mốc rưu mùi có công tạ chạy khăn lơ đấy dân ai vừa cả chùm nụ về bàn hay tí tí cứ gì lấy xâm qua là lấy serial number bảo vệ cứ chia lấy smart card bảo vệ dân cả là dân đồ đã IC smart card mấy thứ dân về cứ lấy với cứ mình mang đôi anh ấy tí tê chẳng cả là dân vô IC smart card vì bỏ đi TV là mùi một đạn nóng mình đi tha lấy smart card về nóng cứ chỉ lấy bỏ xin thông máy để dân vô một đạn nóng chẳng nhóm lần thuê ca đó smart card trên vì
DDV hybrid gì đâm bay thuê ca vô một đạ nơi trong IC smart card em mình bánh hạ khẩu nhỉ. Lấy nhầm thuê cả đó IC smart card đây là lơm xin đeo khẩu như chánh ba ba bà lấy nhóm thôi cả đã về chỗ với bà đã lấy nhầm thuê ca đọc lượng chỗ lên nhầm buộc về xa cho thầm mấy thì đạp lưng chơi với bây giờ dùng dùng vật lưng chân như trường ti phục bà bảo vệ em nữa và lớp lưng chân với miền này bây giờ bấy hai trường ti pram với miền một bộ lạc và vì tình hạ cả trầm trời trường ti
chương tị bay bờ về mà chương tị bay về miền phương bay bờ bay đây chương chương tị bẩm pal chương tị pram chương tị bay nương về bình chun từ căn cpu đấy đấy thấy tha lớn về từ nhà ca hay nhom thuê ca top chuột từ căn tu tu ra về từ nhà ca hay là nơi ก็ได้ขึ้นมาได้ที่ตัวตัวเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ก็มาที่ที่บรรลัสสายเชิญให้ช่วยสมรสรักในห้องการของตัวบ้างบ้องเนี่ยหมอไงเจ้บ้องชื่ออะไรจ้าเนี่ยค่ะให้ดูในคลันทารีกันนะจ้าหนังไงอ้อมที่ชื่อเดี๋ยวไม่ก็ไม่รู้ชื่อจ้าดูที่สายเชิญใช้สตรอเบอรี่เชอรี่แม่ฟังฟังเพลงไง วิกิกัมมี่ជាប្រភេទចហួយចេឡាទីនមានសារជាតិសំឡាងពីបន្លែរួមប្រាំប្រភេទរួមទាំងវីតាមីនស៊ីដែលសំឡាងដល់ក្លិនផ្លែឈើហើយមានពណ៌ធម្មជាតិពីបន្លែសុទ្ធសាធព្រមទាំងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស័ក្តិសមជាមួយក្មេងៗដែលមិនចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែវិកិកัมមី សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ0628 222 322 បាទហើយឃើញថាការជួចជុលIC Smart Card នឹងធ្វើបង្ហាញបងប្អូនបានដល់ជោគជ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលខូច IC Smart Card បងប្អូនអាចយកSmart Card មកពីប្រអប់ DTV ប្រភេទណាដែលយើងអាចដាក់ចំណុចវាបាន អញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំជួបជុំបង្ហាញបងប្អូននឹងមានប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូននៅក្នុងឆានែល KA Tech បាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទ